Xin chào quý khán thính giả. Chúng ta sẽ đến với bài học tiếp theo về tập nói tiếng Anh. Chủ đề hôm nay sẽ là 19 từ thông dụng dùng để mô tả đồ ăn. Đầu tiên khi nhắc tới rau hay quả, quý khán thính giả thường nghĩ đến tính từ nào? Đó chính là tính từ tươi. Fresh. Fresh fresh Và chúng ta thường nói fruit is fresh. Fruit is fresh. Quả tươi đấy. Khi nhắc đến khoai tây chiên, chúng ta sẽ nghĩ đến ngay một tính từ trong tiếng Việt đó là cứng và giòn. Vậy thì tiếng Anh chúng ta gọi là gì? Crunchy. Crunchy và chúng ta thường nói tomatoes are crunchy Tomatoes are crunchy Khi nhắc đến trái ớt chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ cay và tiếng Anh chúng ta gọi là spicy spicy Chúng ta thường nói ớt cay lắm Chili is spicy. Chili is spicy. Khi nhắc tới món gà nướng, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ mềm và tiếng Anh chúng ta gọi là tender. Tender. Chúng ta thường mô tả thịt gà mềm lắm. Chicken is tender chicken is tender Và khi nhắc tới món ăn nào đó thơm ngon, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ tasty. Tasty. Ví dụ chúng ta nói món mì thơm ngon quá. Noodle is tasty. Noodle is tasty và khi nhắc tới đường sugar chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ ngọt và tiếng anh có một từ rất thông dụng đó là sweet sweet và chúng ta nói đường ngọt sugar is sweet sugar is sweet và khi nhắc tới muối chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ này salty salty muối thì phải mặn salt is salty salt is salty một tính từ tiếp theo liên quan tới kem đó là creamy creamy chúng ta nói chiếc bánh nhiều kem quá the cake is creamy The cake is creamy. Và khi nhắc tới món thịt bò, thông thường chúng ta sẽ nghĩ ngay tới tính từ dai và trong tiếng Anh chúng ta gọi là tough. Tough. Ví dụ nói món bít tết dai quá. The steak is tough. The steak is tough. Đối với món nước chấm nó hơi cay hoặc cay nhẹ thì từ nhẹ chúng ta sẽ dùng tính từ mild. Mild. Và chúng ta nói đây là món nước chấm hơi cay. This is mild chili sauce. This is mild chili sauce. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các cụm từ mô tả trạng thái khi chúng ta thích hay không thích hay thích vừa đối với từng món ăn quý khán thính giả hãy trả lời theo những câu sau đây How is your food? Đồ ăn của bạn thế nào? Nếu chúng ta muốn nói là rất ngon, chúng ta sẽ nói delicious. Delicious. Tiếp theo cách nói khác của rất ngon How is your fish? Món cá của bạn thế nào. Excellent. Excellent. How is your soup? Really tasty. Really tasty. tiếp theo, nếu chúng ta thích bình thường có nghĩa là món ăn nó tạm ổn chúng ta sẽ dùng hai từ sau đây quý khán thính giả sẽ trả lời theo How is your pasta? Món mì của bạn thế nào? Ok. Ok. How is your salmon? Món cá hồi của bạn thế nào? All right. All right. Tiếp theo, nếu chúng ta cảm thấy món ăn quá tệ, chúng ta có thể dùng hai từ sau đây. How are your peas? Món đậu của bạn ra sao? Awful. Awful. How is your meal? Bữa ăn của bạn thế nào? Not very good. Not very good. Quý khán thính giả thân mến, trong bài này chúng ta đã học cách nói mô tả về đồ ăn cùng với 19 từ thông dụng. Thank you for watching and goodbye. Fresh Fresh, 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 fresh. fresh. Ranchi, 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 ranchi.